mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Cương. Chú. Con, anh chưa đi nữa hả? Hả? Ba. Bà có đeo vô thử coi. Dạ, dạ thôi con. Đeo vô coi. Dạ. Hợp với con đó, đeo luôn nha. Dạ thôi chú, con không dám nhận mấy này đâu. Nè, chú quý con nên mới tặng con. Giả lại, con đã giúp giả với hàng nhiều, ít ra con phải để chú cảm ơn con chuyện này chứ. Dạ, vậy con cảm ơn chú. Anh mới mua đồng hồ hả? Mà anh mua hồi nào vậy? Cái này chú Phát tặng anh á. Thiệt hả? Ba mua tặng anh thiệt hả? Mà hôm nay chú Phát còn mời anh đi ăn chung với chú luôn á. Thấy chưa, em đã nói là ba em thích anh mà. Ba em chưa bao giờ tặng quà hay là dắt tài xế nào đi ăn hết á. Anh là người đầu tiên á. Con thấy trong người sao rồi? Con thấy bớt bớt rồi ba. Đã uống thuốc gì chưa? Có cần ba chở đi khám gì không? Dạ không cần đâu ba. Chú, cô ăn sao rồi chú? Vẫn còn mệt lắm, không chịu đi khám. Dạ. Lại bệnh ngay cái lúc á, cả bà nội lẫn cô giúp việc đều không có nhà. Không biết chỗ nào bán cháo ăn được không? Chú mua cho hàng ăn tối. Ông ấy để con nấu luôn cho. Con phải nấu hả? Dạ, tại mẹ con có chỉ con nấu mấy lần á. Vậy cũng được. Con vô nấu luôn nha chú. Ê. Ba nói cháo này là anh Cường nấu hả ba? Ừ. Con ăn thấy được không? Dạ, con thấy vừa miệng lắm. Ba cũng không ngờ á, Cường lại biết nấu ăn như vậy. Mai mốt à mà lấy được nó, có phúc lắm đó. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Dạ. Dạ. Con làm hết những món này à? Dạ, con thấy đồ còn trong tủ lạnh á, con đem đi chế biến chút rồi chú. Đứng đó làm gì nữa, ngồi xuống ăn với chú luôn. À, dạ thôi, chú cứ dùng đi. Ăn một mình đâu có vui, ngồi ăn với chú luôn. Lấy chén đũa qua đây. Dạ. Càng biết con, chú thấy con á, càng có nhiều tài nữa nha. Dạ, cảm ơn chú. Ăn đi, ăn đi. Anh Cường. Con nghe chú. Em nè, chú. Anh, đi lên phòng của em, nhảy lên. Lên phòng của em chị. Đi phụ em cái đèn xíu nha, nhảy lên. Thôi, lỡ ba em thấy sao? Ba của em ngủ rồi. Ba của em mà ngủ là say lắm, không có sao đâu. Đi. Thôi, anh sợ lắm, anh không có lên đâu. Anh không có lên đâu. Dạ, nó phụ đúng không? Không lên thì em la làng lên đó nha. Ok, đừng có lên. Cái gì vậy? Hello. Thôi. Cũng trễ rồi, thôi anh đi xuống dưới nha. Từ từ, đợi em ngủ là anh xuống được không? Lỡ ba em lên, thôi đi xuống dưới nha. Em đang số mà không có thương em gì hết à. Trời ơi, cái số của tôi sao mà khổ vậy nè. Không có ai thèm quan tâm đến tôi hết á. Anh ở lại. Em ngủ đi. Ngủ đi. Sao?
Gì nữa? Anh qua đây ngồi đi. Thôi. Nè. Rồi, ngủ đi. Anh nắm tay em đi. Nắm tay. Thôi, ba em lên là chết luôn á. Anh nắm tay em đi cho em dễ ngủ. Mà em ngủ sớm á thì anh được xuống nhanh. Đỡ sốt hơn rồi. Không biết nấu cái gì cho em ăn sáng này nữa ta. Cương. Chú. Đứa. Con khát nước nên nhờ anh Cường thôi à. Tụi con không có gì đâu ba. Dạ, con xin lỗi chú. Khốn nạn. Ba, ba đừng có đánh anh Cường. Tất cả đều là lỗi của con. Anh Cường không có lỗi gì đâu. Con lấy cớ bị bệnh để ép anh Cường ở đây. Nhưng mà tụi con ngủ quên mất. Còn ngoài ra tụi con không có chuyện gì đâu ba. Tôi tưởng hàng quen Tú, gặp người thích hợp với nó. Ai về từ đâu đến đuôi đều là cậu hết. Hằng nó biết cậu nói dối, thậm chí còn làm tài xế cho tôi mà nó vẫn chấp nhận à? Dạ không. Lúc đầu Hằng giận con lắm chú. Rồi tụi con có chia tay nhau khoảng thời gian á. Lúc mà con chia tay Hằng con đau khổ dữ lắm chú. Cậu đau khổ, cậu khổ sở vì không quay được cái nhà giàu chứ gì. Không phải đâu ba. Ba ơi, không phải như vậy đâu. Là con tìm ảnh trước. Ảnh không có níu kéo gì con hết á. Là con sống không có thiếu ảnh được. Dạ chú phải là không phải đâu chú ơi. Tất cả lỗi tại con á. Chú đừng trách Hằng nha chú. Không phải. Lỗi là tại em. Anh đã cố cắt đứt mọi liên lạc với em rồi. Nhưng em vẫn cố bám lấy anh mà. Hằng. Con về phòng cho ba. Con xin lỗi. Con về phòng. Chú Phát à, con biết là con không có xứng đáng với Hằng. Nhưng mà con yêu Hằng thiệt lòng chú. Con hứa với chú là con sẽ cố gắng. Con chỉ mong là chú cho phép con với Hằng quen nhau thôi. Giờ cho dù chú có ra yêu cầu gì chăng nữa con cũng... Dù thế nào á, tôi cũng không cho phép. Ba. Con im đi. Không đời nào tôi chấp nhận như này. Con nghe rõ chưa? Không đời nào tôi chấp nhận. Từ giờ con bị sa thải. Con đi ra khỏi nhà tôi mau. Ba đừng làm như vậy mà. Ba. Ba kêu con lên phòng rồi mà. Nhưng mà ba làm như vậy con không có đồng ý. Ai cho con có ý kiến đồng ý hay không đồng ý hả? Từ bây giờ tôi cấm cậu không được gặp con gái tôi. Con nghe rõ chưa? Ba. Anh Cường. Anh Cường. Qua đây. Ba đừng làm như vậy mà. Ba đừng làm như vậy. Ba. Anh Cường. Anh Cường. Hằng hả? Con bị cấm túc không được ra khỏi nhà. Ba đừng có đối xử với con như vậy được không? Con biết lần này con phạm lỗi lớn lắm không hả? Bộ con yêu anh Cường cũng là lỗi hả? Ba chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho con thôi. Con đã quyết định rồi. Con sẽ vẫn tiếp tục yêu anh Cường. Ba không có thay đổi được đâu. Nếu con cãi lời ba, con đừng hòng bước chân ra khỏi nhà này nữa. Để coi mua đồ ăn trưa. Có thịt kho trứng không? Dạ có chứ, có chứ. Dạ đây. Trời ơi ngon quá ha. Cho tôi 3 phần thịt kho trứng nha. Dạ chú ba mẹ cũng mới về. Cường.
rồi vợ chồng tôi sẽ kể hết tất cả sự thật rõ ràng cho bác nghe. Anh Cường, em nhớ anh quá à. Hằng, con làm gì ở đây? Sao con ra ngoài được vậy? Chú Phát à, thiệt lòng con yêu Hằng. Tôi không muốn nghe nữa, cậu đừng nói. Con sẽ cố gắng hơn để có thể xứng đáng với Hằng. Con nhất định làm được. Con xin chú Phát cho con một cơ hội nha chú. Người có gia cảnh như cậu, dù có cố gắng đến đâu cũng không xứng với con gái tôi. Tôi có thể kiện cậu, chuyển cậu vào phòng con gái tôi với ý đồ xấu. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VN.